cặp sẹo lồi lần tiếp theo. Pin ngay.
mấy phân nữa xem. Nó ngược lại với cái con ấy hôm trước nha, con Bắc Hà hôm trước thì con vẹn nó không chịu nữa, nhưng con Bắc Hà thì trực phối trộm, nhớ không? Ừ. Con Bắc Hà thì nó non hơn con này, con này nó già chó hơn. Như hôm trước thì con Bắc Hà thì cũng là không phối nữa, con vẹn không chịu nữa, nhưng con đực vẫn hang. Đây là con cái thì vẫn chịu này, nhưng mà đực thì bỏ đi này, cái vẫn chịu, đực không cần thiết. Chạy qua chạy lại cảnh giới chứ lại không thèm quan tâm luôn. Cái vẫn chờ đấy nhá, nhìn kia là đang nhìn chờ đấy. Ra hỏi han nhau, hỏi han nhau chứ không làm gì. Xem nào. Đấy, cái đang gạ kìa, hít kìa. Đang hít gạ được đấy, cái vẫn đang gạ được đấy. Được cũng hít đấy, nhưng mà hít có vẻ là không lấy lắm. Để xem nào. Cái là hết mùi rồi. Cái là vẫn đang gạ được. Mấy phút nữa, nếu mà nó không phối, 5 phút nữa mà không phối nữa thì là thôi, là cho nó vào. Ra cái liếm gạ, cái liếm gạ được cũng hơi quan tâm, quan tâm theo kiểu bảo là bây giờ này hết hấp dẫn rồi sao đấy. Cái chủ động quay mông ra bên ngoài, chén đi. Đúng, được là thôi, chắc không cần quan tâm nữa rồi. Chứ biết tính con này nó ra một phát mà gì là đến nó dít lên nó quấn quýt, quấn quýt, quấn quýt thì nó chém ngay. Ra thấy cái nhưng mà đúng, nhìn cái con cọc mà cái người, nhìn cái con cọc, cái người con cọc chuẩn, nhìn trong cái dáng của nó, nhìn trong nó ấy nhỉ. Nhìn cái dáng của nó, nhìn trong cái lực. Nhìn cái dáng người của nó ấy, bụng nó không bị thắt ấy. Nhìn cái người nó lực đấy, nô đấy. Ra nô, ra nịnh, ra nô, nô thôi, chỉ nô thôi đấy, thôi nằm ra nô rồi. Đây này là chắc chắn là gọi là ra là chỉ là để mà ấy nhau thôi, gọi là chơi với nhau thôi, chứ tuyệt đối không có tí gọi là gì vào đây nữa rồi. Không còn tí ham hố gì nữa, là hoàn toàn chỉ có nô nằm ra chơi, đớp đớp chân nhau thế này nè, kiểu nô như bạn rồi, tình yêu hết rồi, bây giờ chỉ còn tình bạn này. Bây giờ là chúng mình chỉ có là bạn. Chúng mình bây giờ là bạn đấy. Cái là vẫn gạ đấy. Nếu mà đực mà vào một con nào vẫn cho chén đấy. Đực mà con nào mà ham đấy vẫn quay mông lại kìa, chủ động quay mông lại kìa. Đực con nào mà còn ham phối là khả năng nó vẫn cho phối bình thường. Nhưng đực là nó không phối nữa. Chứ mà cái như thế này là cái vẫn đăng thì gạ, không phải không. Đực thì chỉ thích nô thôi, bây giờ là chỉ nô thôi. Đực quá khéo luôn. Chứ nếu mà mấy con đực non ấy là con chén là nó vẫn phối bình thường, chứ nó không ấy đâu, không có gì đâu. Ok được rồi, thôi thì anh cho chúng nó vào xong rồi là sẹo không cần thiết nữa hả? Khi mà sẹo xong rồi là sẹo không cần thiết nữa đúng không? Bây giờ mình đã xong việc rồi
xong việc rồi mình không cần thiết nữa.